Hello cả nhà, lại là Hương đây. Hôm nay thì Hương sẽ ăn hột gà lộn nha mọi người. Trước khi ăn hột gà thì mình ăn một tí xíu dưa trước nha. Hương mê cái nước chấm này lắm luôn á. Cái này là muối, tiêu, chanh, cộng với sữa mọi người. Tại vì Hương có cho sữa đặc vô á. Có thêm hạt tiêu nữa nha. Tại vì ăn trứng gà lộn thì phải có hạt tiêu mới ngon. Ôi chết đi, cái này trứng thường rồi mọi người. Tại vì mọi người biết sao không? Cái ổ gà này á thì mục đích của Hương lấy trứng vô là để dành để ăn á, nhưng mà không ngờ trứng nó bị lộn hết á, cho nên là Hương quyết định là Hương sẽ luộc lên để review cho mọi người xem luôn. Cái hột gà lộn này á thì Hương nghĩ là nó sẽ ngon hơn so với hột vịt lộn á, nhưng mà cái trứng nó hơi nhỏ này, cái phần con nhiều nè, mọi người thấy quá trời lông không? Trời ơi, thấy sợ luôn ấy, nhưng mà ăn ngon cực kỳ nha. Cái hột gà lộn này ăn nó ngọt lắm luôn ấy. Hương ăn lần này là lần thứ ba rồi đấy, nhưng mà cảm giác là ăn cái trứng ngon hơn so với ăn trứng vịt đấy. Trứng gà lộn thì thông thường thì Hương hay để trứng gà ở nhà ấp vỡ đi, xong rồi để cho lộn lên á, rồi lấy ăn, chứ Hương ít khi mua ở bên ngoài lắm. Cái trứng này cũng lộn rồi mọi người, cái trứng này là muốn thành con rồi nè, để 2-3 ngày nữa là trứng nở ra thành con gà con á. Tại vì Hương không biết á, cho nên là Hương lấy vô Hương ăn luôn đấy. Hương để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng một ngày rồi, Hương lấy ra Hương luộc á, thì Hương mới phát hiện ra là cái trứng nó đã ấp thành con á, cho nên là quyết định là luộc lên ăn luôn. Cái trứng mà già như thế này á thì cái phần trắng nó rất là ít luôn. Nãy giờ Hương ăn thì chỉ có cái phần con với lại cái phần phần lòng đỏ thôi, cho nên là khá là béo luôn. Còn nếu mà mọi người ăn hột vịt á thì sẽ có cái phần trắng, người ta gọi là cái phần cọc của cái trứng á, ăn cứng cứng á mọi người. Đây cái trứng này nữa nè, cái trứng này cũng muốn nở ra thành con luôn nè, lông nó thành màu đen luôn nè. Trời ơi, cắn một miếng ấy, nó béo mà nó ngọt lắm luôn ấy, chấm với cái muối sữa này nè, cực kỳ ngon nha. Ăn dưa leo thôi mọi người. Thông thường thì Hương ăn trứng vịt thì Hương có thể ăn tối đa được là khoảng lần mà ăn nhiều nhất của Hương là mười mấy trứng á. Nhưng mà ăn trứng gà này thì Hương chưa có thử thách thử là mình ăn được bao nhiêu trứng. Nhưng mà trong cái mâm này Hương thì tầm khoảng 7 quả. Thì Hương sẽ ăn hết luôn nha. Trừ cái quả mà để chưa có lộn á. Cái quả này là Hương nghĩ chắc là gà mới đẻ á, cho nên là cái quả này nó chưa có được lộn. Còn những cái quả còn lại á, tại vì để ấp lâu á thì trứng nó lộn lên như thế này luôn nè. Trời ơi, nói chung là nóng và ngọt lắm luôn ấy. Hương mới luộc lên luôn nè, chấm với cái muối sữa ngọt ngọt mặn mặn, có cái vị thơm thơm của sữa nữa, kết hợp với cái độ béo béo thơm của trứng gà. Trời, nhức cái nách luôn mọi người, tê tái luôn ấy nha. Ăn chung với rau răm nó mới ngon.